nhóm số 1 thế. Nên chúng mình bị rơi cờ rất là nhiều. Đằng sau chúng mình nhớ là thật đoàn kết với nhau. Và nhớ cho một điều, chúng mình có cần chơi gian lận hay không? Không nha, tôi được mang cờ để hết nha. Một chút nữa tôi đã kiểm tra lại số cờ trên kia. À, nhóm chiến đấu là nhóm số 1 và đến cuối buổi. Thank you.